Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và ở trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cover những bài hát hot trên thị trường hiện nay, Share Sing See quý vị nhé. Và ngay bây giờ, Hữu Duy và Shanghai sẽ cover bài hát Qua Cơn Mê. Xin mời quý vị cùng và các bạn cùng lắng nghe. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bâng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi xa, thăm bao nơi xưa, sao một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, trường quen vắng ta, nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông lại cạn thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thân đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Dạ vâng, thưa quý vị, và vừa rồi Hữu Duy cũng đã hát bài Qua Cơn Mê, một sáng tác rất là nổi tiếng, cũng được rất nhiều các ca sĩ cover trên YouTube, đúng không ạ? Dạ vâng, và ngay bây giờ sẽ là 4 phút 59 giây dành cho quảng cáo quý vị nhé. Và Hữu Duy hiện tại đang sử dụng một chiếc loa kéo rất là xịn sò luôn quý vị, nhìn mặt trước có thể nhìn thấy về rất là hầm hố. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đánh giá một chút về vẻ ngoài của chiếc Anto Huber FX quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, đây chính là chiếc loa kéo mang thương hiệu Anto với mã là Huber FX. Và nói đến thương hiệu Anto, đây là một thương hiệu âm thanh rất là đình đám tại nước Mỹ quý vị nhé. Và đối với chiếc loa kéo Huber FX, chúng ta có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là mức công suất cho ra là 50W, có thể đạt đỉnh lên đến 100W quý vị nhé, rất là khỏe khoắn, có thể sử dụng trong không gian ngoài trời rất là ok. Đó. Và ứng dụng của chiếc loa này chúng ta hoàn toàn có thể mang đi picnic này, mang đến những buổi họp, hội họp cũng như là picnic rất là ok, rất là thoải mái, chúng ta có thể sử dụng để hát hò. Và đặc biệt là đối với hệ thống effect level được sử dụng bởi hãng Alesis. Đây là một hãng thương hiệu sản xuất những bộ effect hàng đầu thế giới quý vị nhé. Chúng ta hoàn toàn có rất là nhiều những hệ thống, những kiểu effect chúng ta có thể lựa chọn thông qua chiếc loa kéo này. Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ giới thiệu qua về chức năng. Chúng ta sẽ có hai đường vào, channel 1 và channel 2, sử dụng cho live cũng như là mic. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cắm mic như Hữu Duy đang dùng. Và đường thứ hai chúng ta có thể sử dụng cho jack 6 ly cắm nhạc cụ như là guitar. Đó. Volume, điều chỉnh chép, bass, điều chỉnh độ to của effect. Effect thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thông qua bộ effect của Alesis, rất là hay, đúng không ạ?
Một đường nữa là đường Bluetooth và đường AUX. Đường 3, đường 4 này nó sẽ gộp chung vào một volume. Khi chúng ta cắm dây vào nó sẽ ưu tiên đường AUX, và khi chúng ta rút dây ra nó sẽ ưu tiên đường Bluetooth quý vị nhé. Một layout, một master tổng, nó cũng như chiếc bao chiếc loa kéo khác thôi. Đó, và ở đây chúng ta còn có một cụm đèn hiển thị dung lượng pin còn lại. Ở đây Hữu Duy đang sử dụng còn khoảng 60-65%. Đó, đèn nó sẽ báo. Và một cụm công tắc on off, một cổng USB dùng để sạc những thiết bị của chúng ta, iPhone, iPad. Đó, một layout ra ngoài. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bàn về đến thiết kế. Thiết kế của chiếc loa này rất là hầm hố đúng không quý vị? Nhìn thấy bề ngoài chúng ta cũng thấy rất là hầm hố rồi. Mặt e căng được làm bằng kim loại, sơn một lớp sơn tĩnh điện này. Hai tay cầm giúp chúng ta có thể xách đi xách lại một cách rất là dễ dàng đúng không ạ? Một chiếc đây, như quý vị có thể nhìn thấy, đây là một chiếc tay kéo rất là tiện lợi đúng không ạ? Giúp chúng ta rất là dễ dàng và trong việc di chuyển. Và ở phía dưới đằng sau còn có thêm một chúng ta còn thấy hai bánh xe. Như quý vị có thể nhìn thấy, đằng sau còn có hai bánh xe giúp chúng ta rất là dễ dàng trong việc di chuyển chiếc loa kéo này. Và đặc biệt chiếc loa kéo Anto Uber SX này có mức giá rất là phải chăng, chỉ có 6.490.000 là chúng ta đã sở hữu một chiếc loa kéo và có thể hát hay như Hữu Duy vừa hát cover bài Qua Cơn Mê thông qua chiếc loa kéo này. Dạ vâng, và với chỉ có 6.490.000 là chúng ta đã sở hữu một chiếc loa kéo rất là hay và đa dụng như này đúng không ạ? Dạ vâng, 6.490.000, vậy thì còn chần chờ gì nữa? Quý vị hãy gọi ngay đến số điện thoại 1900 0255 hoặc là truy cập vào trang web Bảo Châu Elec để chúng ta có thể tiến hành đặt hàng cũng như là test thử chiếc loa này quý vị nhé. Và Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 10 cơ sở trên toàn quốc, chuẩn bị có cơ sở thứ 11 tại Nam Định. Và khi quý vị mua hàng tại Bảo Châu, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng có hỗ trợ cho quý vị với chế độ trả góp rất là linh hoạt đúng không ạ? Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec. Và đừng quên chờ đợi những sản phẩm tiếp theo từ xe CC quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!